Xin chào cả nhà, Huy và Oi chào cả nhà nha. Hôm nay là Huy sẽ kể cho mọi người một câu chuyện cũng rất là hay trong cuộc sống. Thường thường thì Huy sẽ cố gắng vượt qua những cái nỗi buồn, nỗi đau của mình để mà vượt, để tích cực sống. Nhưng mà gần đây nè, thì trước khi Bích Trâm qua thì Huy cũng có gặp một số chuyện, nhưng mà Huy cũng cố gắng vượt qua. Nhưng mà do những cái ngày gần đây thì Huy đau và Huy chịu không nổi á, cho nên là Huy cũng chấp nhận. Nhưng mà Huy sợ quá, Huy chịu một mình không nổi, cho nên là Huy gọi điện thoại cho bạn, Huy nhắn cho bạn Mod. Bạn Mod là người nhắn đầu tiên, nhưng mà bạn Mod đó, tại vì bạn Mod cũng có nói với Huy trước là tháng này sẽ về quê mấy ngày, tại một năm bạn sống Thái Lan nhưng mà chỉ gặp bố mẹ chỉ có một lần thôi, nhưng bạn Mod đang ở quê. Nhưng mà thiệt ra thì câu chuyện về bạn Mod cho nên lát nữa Huy sẽ kể thêm. Nhưng mà sau đó thì Huy nhắn cho bạn Oi, và sau đó trong clip này nữa sẽ có một cái người chị người Thái Lan nhưng mà nói tiếng Việt giỏi hơn Huy, đó là chị Mai, chị hướng dẫn viên. Thì đó là những cái người mà Huy gặp để Huy vượt qua cái nỗi sợ hãi và nỗi đau của mình, tại vì mình cũng sợ quá, mình chịu không nổi á mọi người, cho nên là Huy rất là biết ơn là Mod. Không, Huy biết ơn Oi vẫn ở bên cạnh Huy lúc này. Tại vì Huy sợ quá, Huy không biết là phải làm như thế nào. Mà mình chỉ cần, thiệt ra mình cũng không có cần gì, mình chỉ cần một cái người mà bên cạnh cái lúc mà sợ hãi quá. Thì Oi là cái người mà nói là đi làm xong thì Huy với Oi
hẹn nhau đi ăn, nhưng mà do trong cái quá trình đi thì gặp bạn của Oi, mà bạn của Oi cũng biết Huy, cho nên tự nhiên đang kể chuyện, nhưng mà do xúc động quá cho nên là mọi người cũng bỏ qua cho Huy nha. Tại vì đó giờ là Huy cũng cố gắng vượt qua, nhưng mà do Huy cũng chịu không nổi và đau quá, cho nên là cũng muốn gặp những cái người bạn của mình, và sau đó thì gặp bạn của bạn Oi, cho nên là mới đi đến cái chỗ mà đầu tiên á, cái nhạc đó là nhạc Isan cho mọi người vùng Đông Bắc, thì vào đó mà ăn với những cái người bạn của Oi, và những cái người bạn của Oi cũng biết Huy lâu rồi, và cũng chọc Huy là do bữa nay sao Huy mặc đồ mắc cười quá vậy, mặc đồ gì mà dễ thương. Oi cũng chọc Huy nói sao dễ thương, đeo kính mặc đồ giống như Nhật Bản vậy, cho nên Huy mắc cỡ quá, do Huy mặc cái quần rồng rồng á mọi người. Huy mắc cỡ quá, cho nên lúc đó mấy bạn của bạn Oi cũng đứng mua mấy cái áo, cho nên Huy đứng Huy Huy cũng mua cái quần, mà trong người Huy á là không có như ngày xưa nữa, nhưng mà Huy cũng mua cái quần rồi Huy mặc rồi đi chơi luôn. Huy cũng nói chung là cái tính Huy bị nói là phung phí chịu chơi là đúng, Huy chấp nhận. Huy mua cái quần mà sau đó Huy cũng mệt quá, Huy cũng không Huy thay cái quần mà bạn Oi nó không mặc đi dễ thương mà, cho nên là sáng ngày hôm sau là tối là Huy ngủ nhà bạn Oi á, xong rồi sáng là phải tất cả đi làm liền, Oi đi làm liền, còn Huy là đi ăn một dĩa cơm rồi Huy đi về. Nhưng mà sau đó bạn Oi gọi ra đi ăn chung với bạn của bạn Oi này nọ đó, mà bạn của bạn Oi mấy cái người bạn làm chung nói là Oi sao không 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 rủ Johnny qua chỗ làm luôn này nọ ý là mà thì đó, nói chung là mấy bạn của bạn Oi cũng chọc Huy vậy đó. Nhưng mà rồi cũng đi về, xong rồi thì Huy cũng bớt bớt sợ chút, nói chung á giống như là mình chỉ cần một cái giống như một cái người sát bên lúc mình sợ nhất để mình vượt qua thôi, chứ còn những cái khác là mình phải tự. Và Huy ăn dĩa cơm xong rồi thiệt ra là Huy đang cái chuyện mà khó khăn là không có hề quan trọng đối với Huy nha, mà cái chuyện đau hoặc là những cái chuyện về tinh thần nó mới là cái điều quan trọng, cho nên là mọi người đã cái quần của Huy bằng Oi chọc quá rồi luôn. Xong rồi ai ngờ Huy là cái người gặp khó khăn, nhưng mà thật ra bằng Oi này đó, thiệt ra trước khi bạn Oi cũng đang có những cái việc riêng á bạn, nhưng mà Huy không Huy đã hỏi bạn Oi rồi, nhưng mà bạn Oi nói là đừng có nói với mọi người là Oi đang đang vậy, tại vì á mình nói ra là người ta sẽ giống như là người Thái, người ta có mà, tại vì Huy cũng Huy là Huy không có giới thiệu YouTube của Huy tới người Thái, nhưng mà mấy bạn cũng bạn Oi á nói chung là cũng mò ra, có những cái người theo dõi Huy á, nhưng bạn nói là đừng 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 có nói mình đang gặp khó khăn là người ta người người nói là người người khác sẽ nhìn mình bằng con mắt rẻ tiền hay là gì đó, trên đường có chia sẻ ý là nói vậy á. Nhưng mà thiệt ra Huy đang khó khăn, nhưng mà về tinh thần Huy đang là khó hơn, nhưng mà Huy Huy không có Huy chia sẻ, chứ Huy cũng không sợ là người khác coi rẻ hay là gì hết á, tại vì làm về cuộc sống có sao thì để vậy thôi, nhưng mà mình cũng không phải là làm là để mình sợ cái sự bề ngoài là người khác coi rẻ hay gì, nhưng mà nói chung là vậy đó. Nên bạn Huy cũng không có chia sẻ cái chuyện của bạn Oi đó. Huy vô Huy thay cái quần hôm qua mua, với lại Huy rửa mặt ở trong cái tiệm cà phê, cho nên là Huy mua thêm một ly nước nữa chứ không ngồi lâu kỳ quá đó. Cái quần hôm qua Huy mua là có hình con ma, kéo sập con tuyết lên có hình con ma, và đây là người thứ hai Huy gặp vì gỡ để Huy bớt buồn và bớt sợ về cái tinh thần của mình đó. Thì đó là cái chị Mai, Huy đang quay quay chị Mai xuất hiện luôn nè. Đang quay luôn. Cảnh đẹp quá, quay xung quanh mùa Giáng sinh. Đây chị, đây em thích ngồi chỗ đây nè chị. Chỗ đây người ta kêu là gì ta?
đây hả? Cái chỗ này nó là cái và đây là xi ẻm khu một khu trung tâm vui chơi mua sắm nổi tiếng bậc nhất đầu tiên Thái Đài Loan Paragon, thì bây giờ là có cái khu xi ẻm khác nữa là Icon xi ẻm cũng bự. Ôi mái tóc xanh kìa. Trời, view đẹp quá thôi chị ha. Và sau đó thì mình mời chị Mai tới một quán ăn mà cũng gần gần cái quán ăn đợt trước Huy mời chị Mai. Sau đó thì mới qua quán cà phê và cũng đã có từng có một cái clip chia sẻ với mọi người về một cái nghề hướng dẫn viên của chị Mai á, đến với mọi người về những cái thông tin về chị Mai á. Và hôm nay thì mình chọn những cái món ăn ở trong đây đó, cái miếng gà này nè. Chị Mai nó ủa sao trong hình nó bự mà ở ngoài nó nhỏ. Cười xỉu luôn, nhưng mà nó rất là ngon nha cả nhà. Và một phần cá. Nhưng mà mọi người biết không, chị Mai hôm nay là chị Mai dành trả tiền mọi người. Mà Huy mới vô Huy ăn chè trước, rồi Huy uống nước trước cho nó no, để ăn ít lại. Đây là những món ăn mà hai chị em kêu. Và chị Mai á, mọi người ăn xong chị Mai kêu dẫn Huy qua kia ăn chè. Mà Huy nói chứ, mà chị Mai dành trả tiền rồi cho nên là Huy nói không, ăn cái gì ngon ngon đi chị, em mời chị lại bên stu. Mời chị ăn. Cái này học cánh mà nó sẽ thì cái hết rồi còn nhân xưa. Ừ. Nhỏ 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 nhỏ. Trong trong thì nó to vậy. À không, đúng rồi. Và sau đó thì Huy nói, hồi nãy Huy nói là Huy mời chị Mai ăn bingsu trong cái quán After You cho nó ngon ngon á mọi người. Chứ hồi nãy chị Mai tính tiền rồi, mình đã mời chị Mai đi ăn mà chị lại tính tiền. Trời ơi, mình ngại ghê luôn. Mà chị, mọi người biết không, nhà chị xa lắm, xa ơi là xa luôn. Một lần đi đứng ở đi về là cỡ 400 bạc tiền taxi á, 180. Cái tiền thì không nói, mà cái công sức người ta đi vòng về là 400 bạc, mà cái công sức nó xa lắm mọi người. Mà chị đi bằng tàu điện, xong đó rồi chị chờ, mà mấy cái giờ tàu điện nó cũng mệt lắm mọi người. Nó rẻ hơn được cũng một chút hoặc là nhiều chút, nhưng mà nó cũng tốn thời gian mà nó mệt lắm. Huy thấy chị đi ở 1 tiếng mấy 2 tiếng mấy luôn. Huy rất là ngại khi mà chị dành trả tiền. Chị nói đợt trước em trả rồi, đợt này chị trả, nhưng mà không phải mọi người. Đợt trước đó là vì chị cũng truyền đạt những cái kinh nghiệm này nọ, và chị cũng ngồi cà phê và nói này nọ về những cái kiến thức đồ đó. Mình cũng rất là vui, và mình làm clip là lì xì chị Mai này nọ rồi làm vui, nhưng mà chị nhận trên clip mà sau chị trả lại mọi người. Huy nói đáng lẽ em mà chị trả là, mà chị còn nói đợt sau chị mời Huy đi ăn ở trên buffet ở trên lầu này nọ nữa. Cho nên là chị Mai là một cái người mà Huy thấy cũng coi là bạn, mặc dù chị lớn tuổi hơn Huy, nhưng mà Huy cũng coi là một cái người bạn đó mọi người. Và hai chị em đi vòng shopping sau khi ăn xong để cho nó bớt no, rồi đi ăn bingsu cho nó ngon. Mà trời ơi là trời, vô trong bingsu chị Mai dành trả tiền tiếp. Mà chị Mai, xong rồi em nói cho em lên YouTube em nói mọi người là chị Mai dành trả tiền 2 lần. Xong chị Mai nói trời em nói xong rồi chừng ai đi chị lại bắt chị trả tiền nữa. Trời ơi, cười. Chị Mai vui tính lắm mọi người. Mẹ chị Mai nói tiếng Việt rất là rành. Và Huy gặp chị Mai á, vì Huy cũng buồn lắm, mà chị Mai cũng ủng hộ tinh thần cho Huy dữ lắm. Mà nói chung á, là hồi đợt vừa rồi này Huy mua mấy cái quần tặng cho bạn Huy rồi nhiều. Rồi có cái bạn nào vô comment này nọ rồi đó. Xong rồi cũng có những người vô comment phá Huy, thì mọi người cũng biết rồi đó. Huy cũng nói lại những cái clip Huy nói Huy, mà giờ á, mà Huy nói lại mà mấy clip mà
mà vậy á, nhưng mà mấy anh chị Việt Kiều rồi vẫn vô làm quen rồi kêu là qua dẫn đi chơi, mà Huy nói Huy đâu phải hướng dẫn viên đâu, Huy đâu có rảnh đâu, mình dẫn mọi người đi chơi. Huy nói mọi người muốn đi chơi thì em chỉ cho cái chị hướng dẫn viên, nói tiếng Việt chị hiền dễ thương lắm. Huy nói chị Mai này, mà má anh chị đặt lịch gì mà lâu, từ tháng tháng bây giờ tháng 11 mà địch đặt tháng 2, tháng 3 gì á, mà chừng nào gần đi hay là gì á. Mà Huy nói rồi, Huy không phải hướng dẫn viên nên Huy không biết cách nói chuyện cũng này nọ, và làm cũng không có được Huy, nên là Huy ai mà muốn là dẫn đi chơi là có chị Mai này nha cả nhà. Đó, đây là một cái nhà hàng ở trên lầu, lạ quá, tại Huy lộn, Huy dẫn đi ăn mà Huy lộn chỗ. Nói chung có những cái mình đâu có biết hết được, có những cái lúc mình cũng lộn, đâu phải hướng dẫn viên là cái gì cũng biết. Nhưng mà Huy cũng không phải hướng dẫn viên, nhưng mà Huy cũng biết nhiều lắm. Chị Mai người Thái mà chị cũng chưa ăn cái món after you á mọi người. Hai chị em đi đi trà truyền trong khu trung tâm Siam rất là vui. Và hôm nay chị Mai đi, chị Mai là một cái người hướng dẫn viên, nhưng mà hôm nay do chị Mai vô cái quán quán bánh, chị Mai dành trả tiền tiếp mà Huy đưa tiền trước rồi người ta lấy rồi. Mà chị Mai nói em đưa lúc nào nhanh dữ vậy, sao lần nào em đưa cũng nhanh hết. Cho nên chị Mai nói em có đưa chị cũng trả lại à. Xong chị mà tính tiền bánh cũng 600 mấy á mọi người, cũng bằng tiền ăn á. Cho nên là nhiều khi mình nói mời đi ăn đi uống hay là đi uống ở bên Thái tưởng là rẻ chứ đâu phải nha mọi người. Nhiều khi đi ăn với đi uống nó bằng nhau á. Cà phê ăn bánh là 600 mấy, ăn cũng 600 mấy, là chị Mai trả hết đó mọi người. Cho nên Huy ngại, Huy ngô. Mà Huy thấy chị Mai thích ăn cái món bánh đó, trời ơi Huy vui ơi là vui. Mà Huy nhìn chị Mai ăn, chị Mai trả tiền 2 lần, cho nên Huy cũng đâu có dám ngồi ăn bánh đâu. Đó, ăn vài miếng cho chị vui. Mà thấy chị ăn ngon, thích ghê luôn. Tại vì á, là chị thích cái món đó mọi người, chị thích béo như là sữa đồ giống Huy ơi chang à. Hai chị em đang đi coi đồ ăn. Đó, có những cái set nha mọi người. Đó, người ta có những cái set Việt Nam. Chị đọc tiếng Việt được không? Chị đọc. Đọc được. Chị đọc cho mọi phở người nghe. Phở tôm yum. À, phở tôm yum là kết hợp giữa Việt Nam và Thái Lan đó. Mà đọc không phải tiếng Việt Nam hết đâu, đây tiếng Anh này. Tiếng Anh này. Grill pork. Skewer phở. Skewer phở. Giống như phở nướng rồi vậy. Nướng cũng đặc sắc quá hơn. Nói chung là cũng nói chung là có cái cô ca sĩ Thanh Chi Bu á, nổi tiếng bên Trung Quốc á, cũng mở tiệm phở bên Trung Quốc á chị. Cũng một phần ăn là cũng cỡ 250 nghe. Bên đây cũng vậy nhá ha. Mà chị hay quen ở bên này, bây giờ chị đi ăn tiệm Việt Nam kiểu thật là Việt Nam luôn lại không ngon. Nó không có hợp. Nó phải biết. Bây giờ ăn cái tiệm Việt Nam bên Thái Lan mà nó bán cả đồ ăn y sản nữa. Sản phố nó có nem cả nướng có gì, có nem nướng, có hết mọi thứ của như là đồ ăn Việt Nam mà họ làm theo kiểu vị Thái Lan mà ăn thì ngon. Vì nó hợp với mình. Đây là có cả y sản phố nữa, là có cả sống tăm, có cả cái này cái nọ, nó ăn ngon. Y sản là một cái vùng mà rất là nhiều người Việt kiều bào Việt Nam ở sống ở đó đó mọi người, là vùng đông bắc của Thái Lan và có rất là nhiều món người ta nổi tiếng là nem nướng, mà bên Thái cứ là nem nướng bên Thái gọi là ném nướng, nem nướng là phở, rồi là bún bún chả, bún gì nào, bún mì này, là bún bún gọi là cái gì nào, có cái chả tôm hả? Chào tôm. Không. Chào. Chả. Kia là quấn tôm hả? Rồi là có gọi là bánh cái cuốn, bánh cuốn. Bánh cuốn, quấn chả giò đúng không? Rồi là thêm một cái nữa là cái gọi là cái gì này? Cung thần oi nữa là cái gì? Gọi là chả tôm hả? Chào tôm đúng rồi, chào á. Quấn cái với lại cái miếng mía đó. Miếng mía đó. Đó. Là tôm họ xay ra xong họ quấn ở bên mía xong họ chiên phải không? Đúng rồi. Đó. Giờ mình vô ăn after you này mọi người, after you. Cái bánh này mới này mấy bữa đâu có đâu. Rồi. Hai chị em. Mình là nước lavender.
Nước này cũng thấy ngon quá chị ha. Lavender vải. Còn chị là gì vậy? Chị là strawberry với là mì yogurt ạ. À, yogurt. Ăn thôi. Chụp lắm lắm mà. Sô cô la này cả nhà ơi, dâu, kem. Cái món này là chị ăn là chị cắt một miếng xong rồi chị quệt cái kem, và cái kem tươi này quệt chung vào cái bánh mì. Cái bánh mì này, cái bí quyết của người ta là để ở trong cái tủ lạnh đó 2-3 ngày á là nó sẽ giòn và nó sẽ ngon. Bạn em có một cái tiệm bánh giống vậy, cũng là nổi tiếng không ở bên Thái luôn, bạn Thái Lan, tên là gì ta quên rồi, tên Win, là cái durian á, cái tiệm nổi tiếng á, bạn em á, của bạn em á, The Durian, về sau Quy Điên á, Quy Điên mà làm bánh này nọ nè, Win á, của Win á, mở tất cả cái chi nhánh trong phía ảnh mở luôn. Dạ dạ. Win á, mà mấy bữa em mới qua Thái Lan này gặp đó, bạn đó bạn tặng thêm một cái bánh sinh nhật. Mời chị Mai ăn thử nào, chị Mai ăn thử cho mọi người đi. Hôm nay là YouTuber Mai Anija. Mấy bữa nó có cái bánh waffle rồi mà hết hàng rồi chị. Sao không làm nữa mà em thích ăn cái bánh waffle với là cheddar cheese nè. Ngon không chị? Ngon. Ngon hả? Ngon. Ngon phải không? Ngon. Ê, hồi nãy mình quên kêu em vô mua thêm cho chị cái bingsu. Chị thích cái. Ủa hồi nãy mình kêu bên xu mà. Ủa hồi nãy mình có kêu ta chị cái bill. review không được rồi, quay nãy giờ cũng nhiều rồi chị, có người Việt Nam mọi người ơi. Huy để cái điện thoại bên kia. Chị Mai kêu ngon quá nè mọi người ơi, ngon thiệt ha. Chị Mai thích ăn béo, kem này đó mọi người, dâu nè, bánh mì nó cũng giòn giòn ha, nó cũng giòn mà nó béo. Nó béo. Tự nhiên gặp hai cái chị Việt Nam mắc cười lắm mọi người. Chị nói cái điện thoại của ai. Rồi bây giờ tới lượt Huy Ma thì thử cái món bánh này nha. Mấy bữa Huy không thấy cái này. Mọi người thấy waffle cheddar cheese rất là ngon, nhưng mà giờ không có cái món đó nữa. Không có cái món mới này. Cái bánh này là cái bánh gato á. Ở Việt Nam mình kêu là bánh gato nè. Với lại ở trên là có cheddar cheese, mà cái bánh này ở bên Thái người ta kêu là gì chị? Cái bánh này nè. Cái này nó giống như bánh tét hả? Bánh tét hả chị? Nhưng mà bánh là... kem, bánh tét thường hơi bằng tét bơ đó. Bơ. Nó như muffin hả? Ừ, muffin. Muffin hả không? Cũng giống như bánh bông lan á, tiếng Việt gọi là bánh bông lan. Muffin á. Xà ly, muffin bông lan thì cũng giống như là bánh bơ á, mà đây là nó hơi vòng vòng nửa như vậy là muffin á, muffin á. Huy uống cái nước lavender soda nè mọi người. Chị quên cái món của chị á là phải chế cái mắp rô này vô mới ngon, là chị cái mật ong này nè. Thôi đủ rồi, nó ngon rồi. Thơm lắm. Em cái thanh cái này nè, em thử coi, thử anh cái này giới thiệu cho này. Dạ. Ăn luôn đi. Em muốn thả bơ gì bạn? Em ăn cái hiệu này hoài à. Hôm nay là chị Mai ở bên Thái chứ bà chị Mai chưa có ăn. Chị Mai mới ăn đây. Mời cả nhà mua rau. Hai chị em ăn xong rồi vào coi rau nè cả nhà ơi. Đó, mấy cái đồ này người ta mua về làm quà tặng nhiều lắm nè chị. Buy 5 get 1 free. Cái này mua nấu nữa. Đó, cái chị đây chị mời mình nè nha. Đi chậm chậm nha chị mời cái con. Đi chậm chậm nha chị mời. Em nói đi chậm chậm nha chị. Lemongrass cái này, organic banana and lemongrass tea. Chị đọc tiếng Thái cho mọi người nghe đây chị. Quay ra xa bay tươi
hòm lá tà khái organic. À, lá tà khái organic. Cái lá tươi là cái lá dứa. Cái trà là dứa thơm. Ừ. Đây là với lá giá xả. Xả đúng lá rồi. Xả khô đó. Cái này là organic đem về giống như là mình muốn làm như thamachat á, thamachat. Xin giới thiệu mọi người, đây là người Việt Nam nha, chứ không phải người Thái Lan nha. Nói tiếng Việt rành hơn Huy Mẹ nha. Người Thái, một người Việt Nam. Người Thái đó mọi người ơi. Nói chứ không mọi người tưởng thiệt. Nói nhiều khi mọi người tưởng... Ừ, tưởng người Việt Nam thật luôn. Nhiều khi mấy cái chữ mà Huy không biết mà chị biết đó nha. Ấy chị Mai kêu là người Thái 100% lói bơ sen á. Lói điêu. Xem mà bây giờ làm việc gần với người Việt Nam quá rồi, cũng giống như người Việt Nam luôn, ai cũng tưởng là người Việt Nam. Nhà em gốc ở đâu? Ở Bangkok không? Ở Việt Nam là ở đâu? Ở Bangkok ạ. Nhưng mà tính ra dòng của chị là dòng không phải dòng Bắc mà cũng không phải dòng Nam luôn. Ừ, dòng này là dòng ở trên Buôn Ma Thuột á. Bên núi hả? Đúng không? Dòng cái núi là sang lắm á. Sang lắm luôn hả? Thiệt mà chị hoa hậu Hanie đó. Cái chị đó là được top 5 hoa hậu Miss Universe đó ở Thái Lan nè. Chị Mai biết chị đó không? Nếu mà chị đó với chị Hanie, chị Mai thích ai hơn? Chị ở đó với chị Nguyễn Thúc Thùy Tiên á, hai người Miss Grand với lại Miss International với lại Miss Top 5 Universe, chị thích ai hơn? Ừ đúng rồi, mình trả lời là không được, không có tốt. Tại vì người ta sẽ bắt bẻ. Nói chung là mình thích một kiểu mình trả lời vậy là rất là một câu trả lời rất là sắc sét sắc xéo. Đó, rất là nhiều mặt hàng Thái Lan nè. Mời cả nhà tới Thái Lan chơi nha. Và thế là Huy đã chị Mai đã tiễn Huy về nhà, chứ Huy cũng không tiễn chị Mai. Chị Mai nói em xuống bắt xe ôm đi. Chị Mai tiễn Huy về rồi chị Mai nhìn theo Huy. Kiểu tội nghiệp hay sao, Huy cũng thấy buồn buồn. Mà Huy đi về xong rồi, nói chung là, đó, đây là lúc Huy chia sẻ một quả clip rất là hay, cảm động. Chào tạm biệt mọi người nha.